Tin quốc tế ngày 8 tháng 5, Nga phát động tấn công quy mô lớn vào mạng lưới năng lượng của Ukraine. Ukraine bắn hạ 39 trên 55 hỏa tiễn của Nga. Israel mở cửa Karem Salom, cửa ngõ quan trọng vào Gaza. Mỹ tạm dừng vận chuyển lô bom trên đường tới Israel vì mối lo ngại ở Rafah. Công ty quốc phòng Israel cung cấp vũ khí cho một quốc gia châu Âu giấu tên. Mỹ và Philippines đánh chìm chiến hạm trong cuộc tập trận ở Biển Đông. Khoảng 70 chuyến bay đã bị hủy ở Ấn Độ vì phi hành đoàn bất ngờ nghỉ ốm. Văn San xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi mục tin quốc tế thứ tư ngày 8 tháng 5 của DKN Thời sự. Sau đây là nội dung bản tin. Đầu ngày hôm nay, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô lớn trên khắp Ukraine. Cuộc tấn công được cho là đã làm bị thương dân thường và gây ra thiệt hại đáng kể cho các tòa nhà dân cư và hạ tầng các cơ sở năng lượng. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushenko báo cáo các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở sản xuất và truyền tải điện ở các vùng Poltava, Kirovorod, Zaporizhia, Lviv, Ivano-Frankivsk và Vinnytsia của Ukraine. Công ty năng lượng Ditex của Ukraine thì cho biết quân đội Nga đã tấn công 3 nhà máy nhiệt điện của họ và gây hư hỏng nghiêm trọng. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klimenko tuyên bố rằng các cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến 7 khu vực khác nhau. Khu vực bị tấn công bao gồm cả các cơ sở năng lượng, 30 tòa nhà dân cư, nhiều phương tiện giao thông công cộng và một trạm cứu hộ ở Zaporizhia. Theo thông tin ban đầu, có 3 người bị thương, trong đó có 2 người ở vùng Kyiv và một trẻ em ở vùng Kirovohrad. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 39 trên 55 hỏa tiễn trong cuộc tấn công quy mô của Nga vào sáng ngày hôm nay. Các hỏa tiễn bị bắn hạ bao gồm 33 hỏa tiễn hành trình KH-101, 4 hỏa tiễn hành trình Kalibr và 2 hỏa tiễn hành trình KH-5969. Ngoài ra còn có 20 phi cơ không người lái Kamikaze Shes do Iran sản xuất cũng bị Ukraine bắn trúng. Ditech, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất ở Ukraine cho biết đây lại là một đêm cực kỳ khó khăn đối với các cơ sở năng lượng Ukraine. Và theo kết quả thống kê từ Ditech cho thấy, đây là cuộc tấn công thứ năm nhằm vào các cơ sở của họ chỉ trong vòng 6 tuần qua. Ditech cho biết, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, các nhà máy nhiệt điện của Ditech đã bị tấn công khoảng 180 lần. Trong quãng thời gian này, có 51 công nhân bị thương và 3 kỹ sư điện thiệt mạng do bị pháo kích. Trong khi Nga nhắm vào các nhà máy điện và cơ sở năng lượng, thì ký vẫn tiếp tục sử dụng phi cơ không người lái nhắm vào cơ sở dầu mỏ trên đất Nga nhằm gây cản trở hoạt động sản xuất xăng dầu của nước này. Olena Stefanisia, Phó Thủ tướng Ukraine hồi tháng 3 tuyên bố các nhà máy lọc dầu của Nga là mục tiêu quân sự hợp pháp của Ukraine. Cũng trong ngày hôm nay, truyền thông Nga công bố có ít nhất 20 vụ tấn công của Ukraine đã nhắm vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa xăng dầu của họ kể từ hồi đầu năm đến nay. Quân đội Israel hôm nay cho biết họ đã mở lại cửa khẩu Karem Sahom. Đây là một địa điểm quan trọng để tiếp nhận hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza. Cửa khẩu này đã bị đóng cửa vào cuối tuần trước sau khi một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Hamas làm thiệt mạng bốn quân nhân Israel tuy nhiên một lữ đoàn xe tăng của israel hiện vẫn đang chiếm giữ cửa khẩu rafah gần đó việc chiếm giữ cửa khẩu này được thực hiện vào sáng sớm ngày hôm qua tuy nhiên đây là dường như không phải là bước khởi đầu cho một cuộc xâm lược toàn diện vào thành phố phía nam mà israel đã nhiều lần tuyên bố liên quan đến chiến dịch này trong trường hợp diễn ra nó sẽ có nguy cơ làm gia tăng dạ nứt giữa israel và hoa kỳ chính quyền ông biden vốn bày tỏ sự lo ngại về số phận của khoảng 1,3 triệu người Palestine hiện đang chen trúc ở Rafah. Về phía Israel, họ cho biết Rafah là thành trì cuối cùng của Hamas và vì vậy cần phải tiến hành một cuộc tấn công rộng hơn để tiêu diệt nhóm này. Mỹ đã tạm dừng chuyển bom tới Israel vì lo ngại rằng Israel sẽ tiến hành cuộc tấn công toàn diện vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Theo nguồn tin giấu tên, lô bom với 1.800 quả bom, mỗi quả nặng 900 kg và 1.700 quả bom, mỗi quả nặng 225 kg đã được ngưng chuyển cho Israel từ tuần trước. Mỹ lo ngại những quả bom này có thể được sử dụng trong những khu vực đô thị đông đúc hay nơi có hơn một triệu dân thường đang trú ẩn. Sau khi sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giữa Israel với Hamas, trong lịch sử, Mỹ đã cung cấp lượng viện trợ quân sự khổng lồ cho Israel, và khối lượng viện trợ nhanh chóng tăng lên sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Việc tạm dừng chuyến bom viện trợ từ Mỹ là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối bất hòa ngày càng gia tăng giữa chính phủ của ông Benjamin Netanyahu và chính quyền của tổng thống Joe Biden. Chính quyền của ông Biden vào tháng 4 đã bắt đầu xem xét việc chuyển giao hỗ trợ quân sự cho Israel, trong khi đó chính phủ của ông Netanyahu dường như không thể ngừng lại việc xâm chiếm Rafah. Elbit System, một công ty công nghệ quốc phòng của nổi tiếng có trụ sở tại Israel, đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp hệ thống súng cối Crossbow cho một quốc gia giấu tên. Việc bảo mật thông tin này vốn dĩ là một phần của hợp đồng cung cấp vũ khí trị giá 53 triệu đô la Mỹ. Hợp đồng này bao gồm việc cung cấp hệ thống súng cối mềm 120 ly có tháp pháo không người điều khiển để lắp đặt trên xe bọc thép bánh lốp Pandur 6x6 APC được chỉ định cho một khách hàng châu Âu. Hợp đồng cung cấp vũ khí này dự kiến kéo dài 6 năm. Hệ thống vũ khí này do Elbit Systems phát triển, mang lại khả năng bảo vệ nâng cao và khả năng sống sót cho người vận hành súng cối. Nó có khả năng bắn phát đạn đầu tiên trong vòng chưa đầy 30 giây và đạt tốc độ tối đa 10 phát mỗi phút và bắn liên tục là 6 phát mỗi phút. Hệ thống crossbow này được cho là có thể sử dụng nhiều loại đạn 120 ly khác nhau của NATO bao gồm cả đạn cối dẫn đường Iron Sting với tầm bắn hiệu quả lên tới 10 km. Lực lượng Hoa Kỳ và Philippines hôm nay đã tổ chức diễn tập đánh chìm một chiến hạm trên biển Đông. Tình huống diễn tập được hỗ trợ bởi một phi cơ giám sát của Không quân Úc và lực lượng tham gia diễn tập đã tung ra một loạt hỏa tiễn có độ chính xác cao cùng với hỏa lực pháo binh và các cuộc không kích để đánh chìm một tàu chiến. Tình huống này là một phần trong kịch bản của cuộc tập trận quy mô lớn tại gần khu vực Biển Đông đang tranh chấp của Philippines với Bắc Kinh. Các quan chức quân sự và nhà ngoại giao từ nhiều quốc gia đã theo dõi màn trình diễn hỏa lực từ đỉnh đồi dọc theo bờ biển ở thành phố Lawak ở Ilocos Norte, quê hương của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Hơn 16.000 quân nhân Mỹ và Philippines cùng vài trăm quân nhân Úc và quan sát viên quân sự từ 14 quốc gia đã tham gia cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu này. Cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 22 tháng 4 và dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Sáu tuần này. Đáng chú ý, trong kịch bản diễn tập có cả nội dung về một cuộc xâm lược của nước ngoài vào quần đảo Philippines. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Mỹ và Philippines đã củng cố một liên minh nhiều bước phòng thủ bắt đầu từ những năm 1950, trong bối cảnh những lo ngại gần đây về các hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc tại các vùng lãnh thổ tranh chấp và tổng thống Philippines cũng đã ra lệnh cho quân đội của mình chuyển trọng tâm sang phòng thủ bên ngoài thay vì các hoạt động chống nổi dậy trong nước kéo dài hàng thập niên. Mệnh lệnh này được ban hành giữa bối cảnh các hành động của Trung Quốc ở biển Đông đã trở thành mối lo ngại hàng đầu. Hôm nay ngày 8 tháng 5, khoảng 70 chuyến bay cả quốc tế và nội địa của hãng hàng không tư nhân Air India Express đã bị hủy. Theo truyền thông quốc tế đưa tin, các chuyến bay bị hủy vì các thành viên phi hành đoàn đột nhiên báo cáo bị ốm vào phút cuối. Các quan chức cấp cao của hãng hàng không của Ấn Độ cũng đã xác nhận thông tin này. Hãng hàng không tư nhân Air India Express là công ty con của hãng hàng không Air India và là một phần của tập đoàn Tata. Hãng này khai thác hơn 2.500 chuyến bay mỗi tuần trên 31 sân bay nội địa và 14 sân bay quốc tế đại diện hãng hàng không này cho biết họ đang làm việc với phi hành đoàn để hiểu lý do thật sự đằng sau sự cố này. Và họ cũng đang cố gắng giải quyết những vấn đề phát sinh từ việc hủy hàng loạt các chuyến bay. Thưa quý vị, mục tin quốc tế của DKN Thời sự đến đây tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.